Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ huyền thoại các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Jolie. Chiếc xe được sản xuất năm 2002, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe mà cậu chủ xe vừa với trót đam mê một tình yêu khác, cho nên là bỏ lại chiếc xe này cho tôi bán. Tức là vừa với mua của tôi một chiếc xe và sau đó để lại nhờ tôi bán chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2002, đăng ký cuối năm 2002, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp các bạn ạ. Cậu chủ xe cũng vừa với chia sẻ, vừa với bảo dưỡng, vừa với đại tu một cái mức rất lớn, mất khoảng mấy chục triệu vào chiếc xe này. Và giá thành của chiếc xe này thì thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này là đang bán với giá là 79 triệu đồng các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì đến xem xe trực tiếp. Tôi có thể cho làm việc trực tiếp với chủ xe luôn. Nếu như quý vị và các bạn nhiệt tình thì có thể bớt được thoải mái luôn các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Jolie 2002 tên tư nhân, biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe huyền thoại 7 chỗ ngồi Mitsubishi Jolie 2002 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về khung gầm, thân vỏ, máy móc, nội thất của chiếc xe Mitsubishi Jolie 2002 này các bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không có bị ngập nước đâu quý vị bạn nhé. Đấy, và còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 79 triệu đồng các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Jolie 2002 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.